cùng cho Phật tử mười phương cùng chung tay dựng xây ngôi Tam Bảo để lưu truyền đạo hiếu phương thính chỉ tâm đành lễ thâm phương tâm thiết tha mong cứu huyền thật to nương lời kinh thoát khỏi chốn u đồ
mất mẹ lành. Vui thay được làm người, vui thay mẹ trên đời, vui thay con yêu Thảo, yêu Thảo đáng khen thay. Tràn niềm vui mùa bao hiu, bao tình cảm chứa chan. Cánh chùa thật đông vui, gương mặt ai cũng tươi. Em dâng hương lễ Phật, nhìn ngài đang mỉm cười. Trong chánh điện nghiêm trang, em tụng kinh Vu Lan. Qua Đức Phật dạy công ơn mẹ ngút ngàn, nói gương mục Kiền Liên hiếu thảo với mẹ hiền, cầu xin Đức Phật độ cha mẹ sống bình yên. Con tiền đức tăng tạo tràng chúng con cũng như sự trên đầu là đành lễ tác bạc. Kính bạch chư tôn tiền đức tăng, hôm nay tạo tràng chúng con hoan nghênh quý ngài trở về ngôi gia ông này để tham dự lễ Vu Lan. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thánh tịnh như pháp, xin đề đầu đảnh lễ cung thỉnh quý ngài quan lâm về lễ đài tham dự lễ tôn ngọc trà áo, ngưỡng mong quý ngài hoan hỷ cho đạo tràng chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Pháp thần thâm không thể nghĩ bàn, bổng tăng bảo diệu hiền như tình mẹ. Kính lạy tăng người thừa chỉ cả, thay Thế Tôn thần hóa đạo màu, tùy duyên thuyết pháp vô cầu, làm thầy mô phạm dạy đầu chúng sanh. Giờ này chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quang lâm lễ đài. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta hướng mặt về sân khấu. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng an tọa. Kính mời toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử ngồi xuống. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa thiền hữu trí thức, hữu duyên cùng toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử. Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan, bến giác diều thu ảnh đào vàng. Nhưng ai là kẻ mang ơn nặng, đều vần lòng thần đón Vu Lan. Hằng ngày với những bồn bề của cuộc sống, những lo toan vất vả trong công việc, có đôi lúc khiến chúng ta quên đi bổn phận của một đứa con cháu thạo hiền. Để rồi tháng ngày qua đi, bỗng chốc giật mình ta nhận ra tháng bảy đã về. Tháng bảy về nhẹ nhàng nhưng ở dài rất lâu. Người ta gọi đó là mùa Vu Lan, báo hiếu, tháng của sự hiếu kính, tháng của những người con dù là nơi đâu đều nhớ về hai đấng sinh thần để bày tỏ lòng hiếu kính của mình. Cùng 9 tháng 7, chư tăng ni cũng được khoác lên mình chiếc áo mới, chiếc áo mang tên vững chãi thảnh thơi, vì đón nhận thêm được một Hà Lạp. Chính vì lý do đó mà cứ đến mùa trăng tròn tháng 7, những người con Phật tử được đón nhận một làn gió mát, khiến cho tâm cảm được hân hoan. Ấy sẽ chia sẻ nỗi buồn với ai đã mất đi hai đấng sinh thần. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ hiền tiền, những ai chẳng may, ai trong chúng ta hai đấng sinh thần đã rời xa, xin hãy cầu nguyện nhé, cầu nguyện cho hai đấng sinh thần về với Phật được thượng sự an nhiên. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, nguồn gốc của lễ Vu Lan đã xuất phát từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế, có đức mục Kiền Liên vì muốn cứu mẹ ngài thoát trốn địa ngục, khổ sở đã vâng lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, sắm sanh lễ vật dâng lên mười phương chư Phật. Phúc khi nghĩ về mẹ, vì ta đã làm cho họ được an lòng. Trước khi đi vào buổi lễ chính thức, con Nhật Trung xin được màn phép thông qua chương trình lễ như sau. Thứ nhất, chư Phật tử tề tựu. Thứ hai, tôn nghênh chư tôn thiền đức tăng quang lâm lễ đài. Thứ ba, lễ chính thức, tuyên bố lý do buổi lễ, lễ chào cờ, phút nhập từ bi quán, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức cài hoa hồng, ban đạo từ, cử hành nghi thức cầu nguyện, chư tôn đức hồi liêu cúng dường trai tăng, truy tiễn chư hương linh, chương trình văn nghệ, đăng đàn chánh tế và hoàn mãn. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và toàn thể quý liệt vị khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
sơ thích ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Giờ đây phút tự hành nhạc quốc ca và đạo ca, chúng tôi xin trân trọng kính mời thọp ca của gia đình Phật tử chùa Cải Tường. Xin trân trọng kính mời quý vị bước lên sân khấu. Nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người,
đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước, đồng bào, ơn vạn loài chúng sanh, tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho nên nước nở hoa độc lập, tưởng nhớ đến các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tưởng niệm các vong linh đã mất công tên. Niềm đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức cùng toàn thể quý vị an toàn. Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, là mùa báo hiếu khiến những người con Phật nặng lòng ưu tư. Với hai đấng sinh thần làm thế nào để báo đáp công ơn cha mẹ? Nhưng Phật sống hiền tiên, Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật, kết tinh từ truyền thống đạo đức tổ tiên, hiếu hạnh của đạo Phật từ những tấm gương cao quý như ngài Mục Kiền Liên và lời dạy của Đức Phật, nên dù trải qua bao thời đại, bao thịnh suy và thăng trầm của lịch sử, thì truyền thống ấy, hiếu hạnh ấy, tốt đẹp đó vẫn được hàng Phật tử kính ngưỡng tôn thờ, duy trì cho đến ngày hôm nay. Với tinh thần tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc ta. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu Phật lịch 2565, chùa Khải Tường chúng con xin long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan với nhiều nghi thức phong phú nhằm dâng lên cúng dường Tam Bảo, báo đền ơn nghĩa tổ tiên và công ơn cao trọng của những đấng sinh thần. Đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay, chứng minh của chư tôn thiền đức tăng về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin cung kính cung đón và giới thiệu đại đức Thích Nhật Thiền, trụ trì chùa Khải Tường, Diêu Thà, cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ sáng hôm nay. Về tham dự buổi lễ sáng hôm nay, chúng con đi đầu cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Huyền Thiền, trụ trì chùa Huệ Minh, Sacramento, California. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Thông Phước, trụ trì chùa Khánh Hỷ, Cali. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Bát Nhã, Cali. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Khánh Nhân, trụ sứ chú tu viện Quy Nguyên, Texas. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Khánh Định, trụ sứ chùa Quan Âm, Kansas. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu đại đức Thích Thân Đạt, trụ sứ chùa Pháp Bảo, Philadelphia. Chúng con xin tôn kính và giới thiệu đại đức Thích Nhật Trí, trụ sứ chùa Khải Tường. Chúng tôi cũng được thân hân được đón tiếp chư vị quan khách, chư vị Phật tử đặc quay. Nam mô Vu Lan duyên khởi, đại hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mùa Vu Lan hiểu hành lại trở về, lòng người con Phật dường như cũng lắng lại nhớ nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của cha mẹ là suốt cuộc đời hy sinh vất vả cho ta nên người. Thật vậy, ai ra đời mà không cho cha mẹ sanh, ai có thể lớn mà không có người dưỡng dục. Vì thế trong mỗi chúng ta
ai ai cũng mang ơn sinh thần dường dục của mẹ cha, nợ ơn tình nghĩa nặng với quê hương đất nước. Dù ta có ở phương trời viền xứ, khổ đau hay hạnh phúc đi chăng nữa, trong cuộc đời của chúng ta cũng không dám đánh mất đi công ơn cao cả của cha mẹ. Ngày nào giọt máu của ta còn đỏ, trái tim của ta còn đập, thì ngày ấy chúng ta còn mang nặng tình thương của cha mẹ. Giờ này chúng con xin gửi đến chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể quý vị lắng nghe qua ca khúc Phần Sắc Cha Mẹ, qua phần trình bày của ca sĩ Như Ngọc. Giờ đây dầu có muốn báo ân, nhưng con biết không thể nào đáp đành.
Dù phải suốt đời này báo cha mẹ, xong việc làm kia đông được đến đâu. Thế nên nếu còn cha còn mẹ, quý vị hãy biết rằng quý vị vẫn còn cả bầu trời hạnh phúc. Hãy vui lên và hãy cài cho nhau lên áo một đóa hồng, màu hồng thắm tươi như biểu hiện của tình mẹ. Tình yêu, tình của với non sông đất nước, với vạn loài, với tấm lòng hiếu thuận của con dành cho cha mẹ. Màu hồng nhắc nhở ta phải nhớ về nguồn cội, bởi đó là dòng máu trong tim mà mẹ cha đã chấp chiêu cho ta, đã sinh thành dưỡng dục cho ta nên người. Từ nay mãi đến ngày sau, xin hãy giữ gìn đóa hồng đừng để nhạt phai, như giữ gìn chính tình thương của cha mẹ. Đừng bao giờ dù chỉ một lần bạn làm buồn lòng cha mẹ. Bạn cất ghi cha mẹ là hai đấng thiêng liêng cao quý nhất, và hạnh phúc ngay vì bạn còn có cơ hội phụng dưỡng kính thờ cha mẹ. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất cha mất mẹ, xin hãy lặng lẽ cài lên cành hồng trắng tinh khôi, áo người cài đóa hoa hồng thắm tươi tình mẹ biển lòng bao la. Giữa huyền uy của quý ngài, những bông hoa tươi thắm nhân đại lễ mùa Vu Lan báo hiếu, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị Phật tử. Và ngay sau khi cài lên chư tôn thiền đức tăng những đóa hồng, thì mời quý vị cài lên ngực toàn thể Phật tử đang phía sau, chọn cho mình những chiếc bông hồng, chọn cho mình những chiếc bông hồng màu trắng. Cho anh một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Là mai này mẹ hiền có mất trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn lên như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối diệu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm mình. Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết nên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên
Bác cần gì? Một mùa hiếu hạnh, mùa lan hiếu hạnh. Một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ cho nam ca sĩ. Vào giờ phút trang nghiêm long trọng này, chúng con xin cung thỉnh
Đại Đức Thích Quảng Văn chia sẻ cho toàn thể hội chúng, chúng con nhận lời pháp phi diệu nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn Thiện Đức Tăng hiện tiền. Kính thưa quý Phật tử đang hiện diện sáng hôm nay tại đạo tràng chùa Khải Tường. Hôm nay là một niềm vui lớn cho tất cả mọi con người chúng ta khi đang sống trong niềm không khí của lễ hội chung của Phật giáo, đó là lễ hội Vu Lan rằm tháng 7. Chùa Khải Tường dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Trụ Trì Thích Nhật Thiền, trưởng ban tổ chức, đã cùng với tăng chúng và đạo tràng kiến lập lễ hội Vu Lan bông hồng cài áo, cũng như tâm nguyện kiến lập đại trai đàn chẩn tế để trước là tưởng niệm đến cái ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, và sau là truy niệm đến chư vị hương linh bà gia bất tánh, những vị đã quả vàng cũng như những vị hương linh đã không may bị thọ nghiệp COVID-19 vừa qua. Hôm nay chúng ta có mặt ở nơi đây, tất cả ai ai chúng ta với một lòng hướng về ngày lễ Vu Lan, cái nghĩa của cái ngày để chúng ta nhớ đến, cái cơ hội để chúng ta nhớ đến cái ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạo, nghĩa sinh thành con luôn mãi khắc ghi. Lễ Vu Lan báo hiếu được bắt nguồn từ trong kinh Vu Lan Bồ, mà người được Đức Phật trực tiếp chỉ dạy đầu tiên đó là Tôn giả Đức Mục Kiền Liên. Ngài đã chỉ dạy cho phương pháp cách nào để cứu thân mẫu Thanh Đề là mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên đang bị đọa đày trong ngạ quỷ khổ đau. Xuất phát từ ý niệm đó, mãi cho đến ngày hôm nay lịch sử được lưu truyền và chúng ta đã có mặt để hồi tưởng và nghĩ đến cái ngày lễ Vu Lan, để chúng ta hoài niệm lại những vì công ơn to lớn của cha của mẹ. Rằm tháng 7 Vu Lan cũng là dịp mà chư tăng đã mãn hạ sau 3 tháng an cư, là dịp để cho sau 3 tháng chư tăng thúc luyện thân tâm, trao dồi giới định tuệ, và cũng là dịp để quý Phật tử trở về chùa để thi thiết cả cái lễ hội bằng những tấm lòng, bằng những vật thực phẩm vật, đem hết tấm lòng của mình và đốt nén hương lòng để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, cha mẹ và bà con nhiều đời nhiều kiếp được trường thừa và oai lực của Tam Bảo để siêu sinh về nơi cảnh giới an lạc của mười phương chư Phật. Thưa quý vị, mùa Vu Lan không riêng gì là mùa lễ hội của Phật giáo, mà đây được xuất phát từ lòng nhân bản của mỗi người chúng ta đang hiện diện và tất cả mọi người trên khắp mọi nơi trên thế giới. Khi ai đã và đang mang trực tiếp cái ơn sinh thành, cái ơn dưỡng dục của cha, của mẹ, của bà, con, tổ tiên, nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp,
mà chúng ta đã và đang thọ nhận ơn. Cho nên cái mùa lễ hội Vu Lan là cái dịp để chúng ta trở về để báo ơn, đền ơn, đáp ơn, và trên tinh thần là người con hiếu. Đức Phật dạy không ai đạo Phật không phải là đạo bất hiếu, mà đạo Phật không phải dạy cho chúng ta là đạo vô ơn bội nghĩa. Chính Đức Phật ngài cũng dạy tâm hiếu tức là tâm Phật, hành hiếu tức là hành của Phật. Cho nên sinh ra ở đời mà chúng ta không gặp Phật, ngài dạy hãy lấy cha và mẹ đang hiện diện trong nhà là hai vị Phật, để cho mỗi chúng ta lấy đó sự tôn kính và báo ơn một cách thiết thực nhất. Cho nên ngài có dạy đó, cho dù chúng ta có đi, có lấy cây ở trong rừng làm viết, có lấy biển nước ở trong biển làm mực, chúng ta viết hết, khi nào mòn hết cây, cạn hết nước thì cũng không đền đáp được cái ơn nghĩa sinh thành trời cao biển rộng của cha và mẹ. Thế thì cây trong rừng khi nào chúng ta viết cho hết, nước trong biển khi nào chúng ta viết cho cạn, có phải không quý vị? Cho nên ngài dạy với các thầy tỳ kheo á, lúc đang đi trên đường đó, gặp một bóng cây trời nắng, Đức Phật và hàng tỳ kheo trú ở những gốc cây đó để nghỉ mát. Và sau khi nghỉ mát xong, Đức Phật và đà thánh chúng lên đường. Ngài dạy các thầy tỳ kheo rằng: các thầy tỳ kheo chớ vội, không nên ngắt bỏ những cành cây đó, bởi vì chúng ta đã thọ ơn đấy gián tiếp khi chúng ta nhờ bóng cây đó mà chúng ta được nghỉ ngơi. Đức Phật dạy hàng thánh chúng như vậy. Hoặc là: này các thầy tỳ kheo, nếu ai sống tuy rằng cách xa Như Lai, nhưng những người đó biết ơn, đền ơn và tìm cách trả ơn, thì dù sống cách xa Đức Như Lai, nhưng những người đó vẫn đang bên cạnh. Hãy subscribe.
Phật
Phật hoán hiền. Ngài Chế Tăng từ tử ngày xa tội bóng nhân, cài áo phát nguyện trái tăng cũng dường thu nguyện trần tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái bảo an hầu về sớm giảm gia hồ đệ tử chúng con cùng thanh bằng quyến thuộc nghề thân tâm thường an lạc vàng sư cát tương như ý nguyện nhân tâm hồi hướng công đức cầu nguyện cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vàng nương nhờ tam bảo oai thần lực trực vàng hồi hướng cầu nguyện nàng dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ nhà nhà được hưởng hạnh phúc an vui. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tăng. Nhân tâm ai đành lệ từng hư không biện pháp giới quá hiền vì lai thập phương thường trụ tam mê bảo. Nhân tâm đảnh lễ trung thiên điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
Pháp theo thân vi đạo văn thân chứa
từ đào gia chân linh anh linh liệt vi ông vì truy niệm pháp giới đã sanh phù màu cơ huyền thất tổ tự thân phù màu hiện tại sở sanh phù màu lục thân quyến thuộc lịch kiếp thân duyên quả cổ con linh liệt mê quả cổ ấn nhân tập thiền tịnh quy nghi kỳ tự phương danh di ảnh bị bài chữ gia bất tận nhân thiện nam nữ hướng linh liền vì phong vì khai tương tự pháp sự trái đàn tùng duyên chữ gia bất tận trụ gia kỳ danh cầu siêu thượng tự cao tăng tổ khảo tỳ hà chỉ nam nữ tự tôn quả bổ nhất thiên à tôn hương vọng linh liệt về phong về cao siêu tô lập hiện chi linh tạo thu nga phạm dân phúc ngọc chi linh hạ ngọc nên phạm dân tâm từ chi linh hạ ngọc phạm dân vàng thành chi linh hạ ngọc phạm dân vàng ngọc chi linh tâm rủ khánh phạm dân quảng thiện chi linh nhập tâm có nguyện phùng về nguyện thị thường chi linh nguyện văn long chi linh nguyện văn vệ chi linh nguyện thị hai chi linh nhất cái tâm cầu nguyện lễ thì ục cái phạm dân tình vạn chi linh
Liên tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Anh Hoa, ca khúc Còn Mãi Lời Ru. Một tràng pháo tay thật lớn của chúng ta chào đón giọng ca của ca sĩ Rose Lê. Chúc anh em một buổi lễ Vu Lan thật là hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều bài hát rất là hay, và
Một trong những bài hát đó chính là ca khúc mà chị Rose vừa giới thiệu và truyền tải đến toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân về cha che chở đời con. Thưa quý vị, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đẻ ra con chính là cả tâm huyết, cả tình yêu thương, cả thế giới của mẹ. Một sáng tác của nhạc sĩ Mai Quốc Huy nói về tình nghĩa lớn lao của mẹ, ca khúc 9 tháng 10 ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn chúng ta chào đón ca sĩ Linda Lê. Oh,
Và kính thưa toàn thể quý vị, mùa Vu Lan, mùa Hiếu Hạnh luôn là một cái đại lễ lớn mà luôn làm cho chúng ta xúc động. Và đặc biệt là khi đứng lên sân khấu mà hát về bố mẹ, mà nghĩ tới những đấng sinh thành, thật sự là các năm thì Thái Hương đã khóc và năm này thì chị Linh Đà đã khóc. Thì phải nói là chúng con thương bố mẹ rất là nhiều, bằng cách này hay cách khác. Thì trong tim của chúng con, trong lý trí của chúng con, bố mẹ vẫn là những người cao cả nhất. Và thưa quý vị, vừa rồi Linh Đà đã gửi tới chúng ta ca khúc 9 tháng 10 ngày. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng quay trở lại với giọng ca của một ca sĩ nam rất là điển trai đến từ California. Và anh cũng là một Phật tử với pháp danh Minh Nhân. Và ngay sau đây chúng ta cùng dành một vòng tay thật lớn, thật nồng nhiệt chào đón sự quay trở lại của Minh Nhân. Chúng ta đến đâu, đến vì một ngôi chùa nào cũng vậy, thì chúng ta thấy được sự chuẩn bị chỉnh chu tất cả những Phật tử chúng ta, đó là ban trai sọ. Rồi hôm nay chúng ta có hôm nay chúng ta có được ban âm thanh rất là đủ duyên lành để chúng ta họp mặt ngày hôm nay. Quý vị Phật tử ơi, chúng ta đã từng về chùa làm công quả chưa? Ai về chùa làm công quả giơ tay quý vị ơi. Quá chưa mỗi đó, vậy là ai cũng về đây về làm công quả của quý vị. Thì hôm nay giống như nãy chị cũng nói, mùa này giống như là mùa để chúng ta khóc. Tại vì chúng ta ai cũng thương những đấng sinh thành của chúng ta nên mới rơi những giọt nước mắt. Thì bây giờ con xin ca một ca khúc để tuyên dương những ai về chùa công quả, một ca khúc phổ thơ của Hòa Thượng Thích Viên Lý và được nhạc bởi nhạc sĩ Hàng Châu. Và xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Về Chùa Công Quả.